Thì hôm nay Tâm rất là vinh dự được Thủ lĩnh phân công cho làm MC buổi chương trình hôm nay. Thì Tâm cũng xin giới thiệu đôi chút về bản thân mình, và trong Zoom của mình có anh chị nào các anh chị nào biết Tâm thì xin giơ ngón tay cái ạ. Các anh chị có ai mà chưa biết Tâm thì cũng xin giơ ngón tay cái ạ. Để Tâm có cơ hội giới thiệu về bản thân mình. Tâm xin cảm ơn các anh chị. Tâm xin giới thiệu, Tâm là tên là Huỳnh Kim Tâm và 44 tuổi, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì công việc chính của Tâm là kinh doanh trái cây. Và lý do tại sao mà Tâm đến với cái môi trường CBD này thì đó là một cái duyên. Đó là cũng do Tâm vô cái mùa dịch đó, Tâm lên mạng thì gặp một người em giới thiệu về cái dòng sản phẩm CBD, và em ấy đã trải nghiệm cái sản phẩm thì có kết quả rất là tuyệt vời, cho nên là Tâm đã vào tìm hiểu và mua sản phẩm về sử dụng. Thì Tâm thấy là một cái kết quả vô cùng tuyệt vời luôn. Tâm đã, trước kia thì Tâm đã bị thói quá đốt sống cổ nè, tê tai nè, rồi nhức đầu nè, rồi bị rối loạn tiền đình, nói chung là bị rất là nhiều thứ. Mà sau khi Tâm sử dụng mới có 2 tháng thôi thì Tâm đã bị dạ dày cũng rất là lâu, nhưng mà cái dạ dày của Tâm là đã hết trước, cho nên Tâm thấy là cái sản phẩm nó không còn gì mà để mình lăn tăn mà mình không có tham gia để kinh doanh nữa. Thì Tâm đã tìm hiểu và đã Tâm đã tham gia vào CBD đến nay là cũng được 9 tháng. Đó là cái kết quả rất là tuyệt vời. Và khi trước khi vào chương trình thì Tâm cũng xin giới thiệu với các anh chị một người em. Đó là cái thủ lĩnh này, là một người em này đã dìu dắt Tâm khi mà Tâm là một người không biết gì về công nghệ. Không biết Facebook, like, Zalo là thế nào, đăng như thế nào. Thì em ấy đã giúp Tâm làm được tất cả mọi thứ. Và đến hôm nay là Tâm được ngồi trong cái buổi Zoom này để làm MC và giới thiệu chương trình cho cái buổi Zoom này. Thì cũng là một cái hành trình của em ấy rất là vất vả. Thì và các anh chị trong Zoom này cũng đã giúp đỡ Tâm rất là nhiều. Thì Tâm cũng rất là biết ơn và vô cùng biết ơn các anh chị đã giúp đỡ Tâm để Tâm được đạt kết quả như ngày hôm nay. Dù là cái kết quả đó không cao, nhưng mà Tâm cũng rất là mang ơn và biết ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin trả thả một trái tim để cảm ơn các anh chị trong Zoom rất là nhiều. Và sau đây thì Tâm xin giới thiệu một người em. Thì một người em ấy đã rất là dễ thương và xinh đẹp và vô cùng là năng lượng, nhiệt tình và giúp đỡ tất cả mọi người. Dù là bất kể sáng hay là tối, bất kể giờ nào mà anh chị em trong nhóm cần giúp đỡ thì em ấy đã giúp đỡ hết lòng. Và đó là một người em dù ở xa, tận ngoài miền Trung, miền Bắc, nhưng mà Tâm là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà vẫn kết nối nhau mỗi ngày, giống như là chị em ruột trong nhà. Đó là thủ lĩnh là Kiều Dung. Xin mời thủ lĩnh Kiều Dung ạ. Xin các anh chị vỗ tay để chào đón thủ lĩnh Kiều Dung ạ. Xin mời thủ lĩnh Kiều Dung ạ. Cảm ơn chị Kim Tâm, cả nhà thả tim và dành cho chị Tâm những tràng pháo tay vô cùng tuyệt vời để cảm ơn MC của chúng ta. Rồi, ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà thấy chị Tâm năng lượng không ạ? Cả nhà thấy chị Tâm năng lượng thì giơ ngón tay cái ạ. Quá tuyệt lực vời đúng không ạ? Rồi, ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bao nhiêu số cả nhà biết đến về Sibri thì chúng ta chắc chắn là càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp và càng có nhiều tiền hơn nữa, thì chúng ta cũng giơ ngón tay cái ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bao nhiêu số cả nhà và chúng ta đến với Sibri, chúng ta sẽ lan tỏa cái giá trị của Sibri không những về sản phẩm và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, thì cùng giơ ngón tay cái ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và không để cả nhà phải chờ lâu thì cho phép Dung được 2 phút để giới thiệu về bản thân của mình. Dung tên đầy đủ là Kiều Thị Dung. Dung sinh năm 1988, hiện Dung đang sinh sống và làm việc tại thị trường Phúc Thọ, Hà Nội. Và cơ duyên đến với Sibri thì cũng là do cho mình đang mong muốn tìm kiếm một cái cơ hội để kiếm thêm thu nhập hoặc là để thay đổi cuộc sống của mình. Rất là may mắn và một ngày đẹp trời thì biết đến
Một người chị ở trên Facebook thì chị cũng đã giới thiệu một cho mình cái sản phẩm Siri. Thì lúc đầu mình cũng từ chối, nhưng mà sau dần thì chị gửi rất là nhiều video rồi những cái clip về Siri thì mình nghe rất là nhiều, mình bắt đầu cảm thấy là cái môi trường này rất là tuyệt vời, và bắt đầu vào du học tập và tìm hiểu một cách nghiêm túc. Thì qua tìm hiểu thì Dung cảm thấy môi trường Siri nó rất là tuyệt vời. Không những tuyệt vời mà tại sao ở trong những môi trường này lại có những con người học hết lớp 3, lớp 8, nông dân, bán cá họ đều làm được, thì chắc chắn là mình sẽ làm tốt hơn. Chính vì vậy mà Dung đã bắt tay vào kinh doanh với Siri. Và khi mà kinh doanh với Siri thì Dung cũng cho mình là được bản thân mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cho phép mình sử dụng những cái dòng sản phẩm Siri vô cùng tuyệt vời đến từ vùng đất Siberia băng giá. Thì qua sử dụng hơn một năm thì Dung đã cải thiện được rất là nhiều, từ vấn đề da tóc máu của mình ngày càng đẹp hơn, khỏe hơn, trẻ đẹp hơn, và không những thế Dung cũng giúp được rất là nhiều người cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe. Thì và không những thế mà khi mà biết đến Siberia thì Dung cũng được học môi trường trong Dung nhóm, Dung đã thay đổi rất là nhiều. Bản thân mình được học trong môi trường S69, trường đào tạo kinh doanh hàng đầu của thế giới, là đã giúp cho mình có nhiều kiến thức hơn về kỹ năng sống, cũng như thể là về các cách chăm sóc sức khỏe chủ động. Và qua đây thì Dung cũng vô cùng biết ơn người đã cho Dung biết đến sản phẩm Siri, biết ơn S69, trường đào tạo kinh doanh hàng đầu của thế giới, và biết ơn hệ thống dẫn đường, biết ơn người đã đưa cái sản phẩm Siri, biết ơn bác Phạm Như Minh, người đã đưa cái Siri về Việt Nam để cho chúng ta có một được trải nghiệm những cái dòng Siri tuyệt vời, những cái sản phẩm của Siri, và có được học ở môi trường S69 vô cùng tuyệt vời ạ. Thì không để cả nhà phải chờ lâu, thì bác chú cả nhà đã sẵn sàng để chúng ta học buổi Zoom tối ngày hôm nay, thì chúng ta cùng Zoom vào tay cái ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và Dung xin phép được chia sẻ slide ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài đó là cách lựa chọn sản phẩm Siri. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là nguyên nhân tại sao chúng ta bị bệnh ạ. Thì cái nguyên nhân thứ nhất đó là có 3 nguyên nhân chính ở đây. Nguyên nhân thứ nhất đó là chúng ta thừa độc tố, thừa chất độc này, đạm, đường, mỡ này. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là thiếu vi chất dinh dưỡng, chúng ta thiếu vitamin, khoáng chất, nguyên tố vi lượng, đa lượng. Rồi cái nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân căng thẳng, stress gây ra rất là nhiều vấn đề sức khỏe. Riêng ba cái nguyên nhân này thôi thì nó đã gây ra rất là nhiều bệnh. Đó là bệnh này, bệnh huyết áp này, bệnh ung thư, tiểu đường, gan thận, đột quỵ, tim mạch, mỡ máu. Đó. Và đối với Tây y thì họ những cái sản phẩm Tây y thì nó sẽ hỗ trợ cái phần ngọn ở đây. Tại sao Dung lại nói phần ngọn? Bởi vì khi mà chúng ta bị những cái vấn đề mà cấp bách quá ấy, thì sản phẩm sẽ hỗ trợ rất là kịp thời, đúng không ạ? Thì ví dụ tiêm và nó sẽ giảm đau này, hoặc là hỗ trợ cấp cứu kịp thời thì có sản phẩm thuốc Tây y, nhưng nó chỉ hỗ trợ cái phần ngọn thôi. Nhưng đối với sản phẩm của Siri thì các bạn nhìn thấy ạ, sản phẩm của Siri nó đi theo cái chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng. Đầu tiên sản phẩm đưa vào, nó sẽ đào thải toàn bộ những cái độc tố trong cơ thể của chúng ta ra. Đấy, đào thải các toàn bộ những cái độc tố, chất đạm, đường, mỡ, rồi những cái chất dư thừa độc tố trong cơ thể của chúng ta ra khỏi cơ thể. Đó, và sau đó khi mà chúng ta bổ, sau khi đào thải xong, chúng ta đủ đầy, đáp ứng đầy đủ, bổ sung tất cả các vi khoáng chất của vitamin, dinh dưỡng của Siri vào, tức là các dòng cân bằng ạ, các dòng năng lượng, thì sau đó thì cơ thể của chúng ta rất là khỏe, đúng không ạ? Và cơ thể của chúng ta là như một vị thần y trong cơ, lúc đó thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tự phục hồi. Và đó là cái nguyên lý chúng ta đi theo cái chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng. Và cơ thể của chúng ta khi mà đi theo nguyên lý này thì nó sẽ phục hồi dần dần. Ví dụ như cái bệnh như thế này thì nó sẽ giảm dần. Sản phẩm của chúng ta nó không phải là thuốc, cả nhà nên nhớ một điều là như thế ạ. Nhưng tại sao nó lại có thể hỗ trợ được tất cả những cái vấn đề sức khỏe ạ? Bởi vì nguyên nhân cơ bản ở đây đó là ba cái nguyên nhân: thừa độc tố này, thiếu vi chất dinh dưỡng, rồi căng thẳng stress. Thì sản phẩm của Siri nó đi theo cái nguyên lý đó, đó là
thanh lọc năng lượng và cân bằng để đào thải toàn bộ độc tố, bổ sung vi chất dinh dưỡng và giúp cơ thể của chúng ta nó tự cân chỉnh và tự phục hồi được. Đó là cái việc mà cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ hỗ trợ tận gốc rễ và giúp cho cơ thể của chúng ta phục hồi ngày càng khỏe mạnh hơn. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái việc mà cái bậc thang sức khỏe nó như thế nào nhé. Thì đầu tiên là cái con người rất là khỏe mạnh, đúng không ạ? Bản thân chúng ta khi mà chúng ta từ lúc bé sinh ra chưa có bệnh gì hết, sau dần dần chúng ta lớn, chúng ta gặp phải những cái vấn đề như thế là trẻ con, thế cũng có rất là nhiều người cái sức đề kháng nó không được khỏe, hoặc là thay đổi thời tiết thì bắt đầu nó có cái triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, ho, rồi những cái vấn đề khác thì bắt đầu cơ thể của chúng ta kém thích nghi và bắt đầu là không còn muốn ăn này, rồi mất ngủ, rất là nhiều cái triệu chứng khác kèm theo. Và bắt đầu qua cái giai đoạn tiếp theo đó là cái giai đoạn ủ bệnh. Và cái giai đoạn này thì cơ thể của con người ta bắt đầu nó yếu dần và nó rất là mệt mỏi. Đấy, sau đó tiếp theo thì cái giai đoạn cấp tính. Và đây gọi là cái bắt đầu là bệnh rồi, ủ bệnh rồi. Đấy, mãn tính này. Và bình thường thì uống cái sản phẩm Siri thì nó phải uống sản phẩm Siri nó phải phục hồi bắt buộc người ta phải uống cái liệu trình từ 6 tháng cho đến 18 tháng thì bắt đầu cơ thể của ta mới bắt đầu phục hồi và đưa về cái trạng thái là bắt đầu khỏe mạnh được. Chứ còn nếu mà uống sản phẩm Siri từ 1-2 tháng chưa thể nào qua cái giai đoạn khỏe mạnh được. Thế nên là chúng ta cần phải uống sản phẩm Siri ít nhất từ 6 cho đến 18 tháng thì bắt đầu cơ thể của chúng ta mới bắt đầu là qua cái giai đoạn không còn cái bệnh của chúng ta, tức là cái giai đoạn mà nó kém thích nghi ạ. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta cơ thể con người khi mà bất kể trong cái vấn đề gì đó chúng ta cần tại sao chúng ta cần phải uống bổ sung Siri mỗi ngày thì khi mà chúng ta bổ sung như vậy thì cơ thể chúng ta nó sẽ dần dần từ cái con người kém thích nghi rồi ủ bệnh rồi mãn tính thì nó sẽ uống sản phẩm Siri nó sẽ đưa về cơ thể chúng ta một cái trạng thái khỏe mạnh và đòi hỏi chúng ta phải uống sản phẩm từ 6 tháng cho đến 18 tháng ạ. Và quan niệm của dinh dưỡng học như thế nào thì cái quan niệm như sau: khi có sức khỏe thì chúng ta có ngàn mơ ước, và không có sức khỏe thì chúng ta chỉ có một mơ ước duy nhất, đó là có sức khỏe. Đó. Những cái người mang bệnh á, người ta có sức khỏe. Những cái người mà người ta có sức khỏe thì tức là làm cái việc gì người ta cũng có thể thành công rất là nhanh. Nhưng mà đối với những cái người ta không được khỏe, người ta mắc bệnh thì người ta cái ước mơ duy nhất là người ta được khỏe mạnh. Đấy. Và sức khỏe đến từ cái thói quen ăn uống, sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó là mắc bệnh, đó là cái việc mà chúng ta ăn uống này, việc mà chúng ta ăn uống, thói quen sinh hoạt, mọi vấn đề từ cái miệng của chúng ta mà ra. Chúng ta ăn uống như nào, thói quen sinh hoạt, luyện tập thể dục như nào đó thì chúng ta cái sức khỏe của chúng ta ngày sẽ nó sẽ tốt. Còn đối với những cái người mà người ta cứ ăn uống độc tố, ăn uống mỡ này, rồi đạm đường quá nhiều thì cơ thể của chúng ta nó sẽ ngày một yếu đi, và lúc đó thì độc tố nó tích tụ quá nhiều sinh ra là bệnh đó. Và không có người bệnh mà chỉ có người thừa độc và thiếu chất, tức là cái nguyên nhân chủ yếu ở đây đó là thừa độc tố và thiếu vi chất dinh dưỡng. Tại sao ngày nay chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường đó là độc tố quá nhiều này, ăn uống cái gì cũng độc tố, rau thì phun thuốc này, thịt thì tăng trọng nhiều này, rồi không khí thì ô nhiễm, nguồn nước cũng ô nhiễm, cái gì nó cũng độc tố quá nhiều. Chính vì vậy mà con người ta mắc bệnh là do quá nhiều độc tố. Đấy, và mỗi ngày nó tích tụ lâu lâu á, mỗi ngày cơ thể chúng ta tích tụ nạp quá nhiều, mỗi ngày nó chỉ một tí xíu thôi, và 30 năm thì chúng ta tưởng tượng là 30 năm nó bẩn như nào, độc tố quá nhiều như nào. Đến 60 năm mà chúng ta chưa đào thải độc tố thì quá là bẩn, đúng không ạ? Thì lúc đó cái khối lượng độc tố nó tích ở trong cơ thể quá nhiều, sinh ra rất là nhiều bệnh, đúng không ạ? Nào là gan này,
tiểu đường, huyết áp, tim mạch rồi thận này đó, nó lắng cặn quá nhiều độc tố thì nó sẽ sinh ra lắm bệnh. Và cái nguyên nhân nữa đó là thiếu chất, bởi vì ngày nay tại sao người ta ăn uống rất là nhiều nhưng mà tại sao nó lại vẫn cứ thiếu chất ạ? Bởi vì ngày xưa thì các cụ có câu trồng cây thì toàn là đất phù sa màu mỡ, nó đủ chất dinh dưỡng. Nhưng ngày nay thì là đất thì nó hết cái chất dinh dưỡng rồi. Rồi chúng ta bỏ thường là đạm với phân rất là nhiều đúng không ạ? Thế nên là cái việc mà cây trồng nó thiếu chất dinh dưỡng nên là bổ sung vào cơ thể nó cũng thiếu chất. Chính vì vậy mà ở CVD chúng ta nó theo cái nguyên lý rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đi theo vào nó đầu tiên là theo cơ chế thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Thanh lọc ở đây đó là đưa khi mà đưa vào cơ thể của ta những cái sản phẩm thanh lọc thì nó sẽ đào thải toàn bộ những cái độc tố, sau đó bổ sung các vitamin, khoáng chất vào cơ thể của ta, nó sẽ tự cân chỉnh rất là thông minh đúng không ạ? Để biết rõ điều này, xin vui lòng tham khảo cái sự trung thực của các sắc chết này, được đề cử nhận giải thưởng Nobel vào năm 1991 của tiến sĩ y học Wallach, người Mỹ đó. Và cái chúng ta nếu mà chưa xem thì chúng ta có thể tra trên YouTube cái bài đó là sự trung thực của các xác chết nhá, thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái việc mà độc tố đi vào cơ thể quá nhiều, nếu chúng ta không đào thải nó ra thì sinh ra rất là nhiều bệnh ạ. Đó, thế nên là việc của chúng ta đó là phải đào thải độc tố thường xuyên. Đối với những cái người khỏe mạnh ở vùng nông thôn hoặc là thì chúng ta ít nhất là phải một năm hai chương trình thanh lọc độc tố. Còn đối với những cái người ở vùng thành thị mà thành phố lớn á, họ ô nhiễm quá nhiều thì chúng ta nên sử dụng thanh lọc thường xuyên ạ. Thanh lọc đào thải độc tố thường xuyên. Và để có kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, xin mời mọi người hãy đọc những cái quyển sách như Nhân tố Enzyme này, Cơ thể 4 giờ, Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, Làm sạch mạch và máu, Những phương thức phục hồi sức khỏe tự nhiên, rồi Dinh dưỡng là chìa khóa cho sức khỏe, Giải tỏa mâu thuẫn và stress, Sức khỏe trong tay bạn. Đó, đây là những cái quyển sách vô cùng tuyệt vời nói về sức khỏe và cách chăm sóc sức khỏe chủ động. Chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể đọc nhé. Và cái thực phẩm chức năng của Siri là tinh chất dinh dưỡng hoàn toàn với thực phẩm truyền thống, đó là thô chất dinh dưỡng. Đó, đã là thực phẩm thì chúng ta có quyền dùng nhiều loại và dùng lâu dài suốt cả cuộc đời, bởi vì đây nó là một cái loại thức ăn dinh dưỡng. Và chúng ta năng lượng hơn mỗi ngày, trẻ khỏe đẹp hơn, và chúng ta có thể dùng suốt cả cuộc đời. Nếu ai mà biết sử dụng cái sản phẩm Siri này từ bé thì chắc chắn tôi tin rằng những cái đứa trẻ đó lớn lên nó sẽ phát triển một cách toàn diện và thông minh hơn rất là nhiều so với những đứa trẻ khác. Và nhờ cái nguồn thảo dược của được khai thác ở vùng đất Siri tinh sạch, với cộng với công nghệ hiện đại đã loại trừ tất cả những cái độc tố trong nguyên liệu, nên sản phẩm hoàn toàn an toàn tuyệt đối cho những người sử dụng và có đầy đủ các chứng kiểm định như của quốc tế, như thể là HACCP này, ISO này, FDA. Như chúng ta đã biết là cái tiêu chuẩn FDA này là tiêu chuẩn khắt khe nhất của quốc tế Hoa Kỳ đúng không ạ? Mà cái tiêu chuẩn này thì nó đã là một cái tiêu chuẩn khắt khe thì tại sao nó lại mà chúng ta tại sao lại không tin tưởng nhỉ? Bởi vì nó cái tiêu chuẩn nó khắt khe như thế nào thì chúng ta biết là nếu mà nó không khắt khe thì những cái người bình thường người ta cũng chẳng sử dụng, nhưng mà đây nó là cái tiêu chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ. Và chúng ta những cái sản phẩm của Siri rung động qua một cái tài liệu ở đâu đó là cái tiêu chuẩn này, khi mà cái sản phẩm của Siri được điều chế để mà cho các nhà du hành vũ trụ ấy ạ, không nhớ lắm, nhưng mà nói chung là một cái tiêu chuẩn vô cùng tuyệt vời đúng không cả nhà. Và chúng ta cách phối sản phẩm như sau. Nhóm thứ nhất đó là nhóm về cái sản phẩm về thị lực, thì chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy không ạ? Về thị lực thì chúng ta cứ phối cái sản đầu tiên chúng ta nhấc cái tức là chúng ta sẽ nhấc cái phối sản phẩm về mắt đầu tiên,
ví dụ như thể là omega này có chữ lutein này này, rồi vision box này, rồi cái gì đây này, cái 100 299.000 này. Đó, đó là những cái sản bốn sản phẩm về mắt Neurovision thôi ạ. Bốn sản phẩm về mắt thì đối với những cái người mà bình thường ấy, người ta không có điều kiện, thì chúng ta có thể phối là Vision Box hoặc là Omega này kết hợp với Novomin. Đấy, nếu mà người ta có điều kiện chúng ta cho sử dụng cái Neurovision ạ. Nếu có thêm thì chúng ta phối thêm hai cái sản phẩm này. Còn đây là nhóm sản phẩm về tim mạch huyết áp, thì chúng ta cũng nhớ là cái những cái dòng nào quan trọng chúng ta nhắc cho khách, còn nếu mà không thì chúng ta cũng có thể tùy vào cái điều kiện kinh tế của người ta. Đó là cái sản phẩm về tim mạch có Pulsebox này, rồi cái Omega này, Omega tim mạch ạ. Đấy, Omega tim mạch, rồi cái Simba nữa, trà tim đấy, fatty acid này. Đó, đó là bốn năm dòng sản phẩm hỗ trợ về tim mạch. Sau đó ngoài ra chúng ta bổ sung thêm cái formula 4 này, canxi đó, rồi vitamin 5 này. Đối đối với trong trường hợp người ta không có điều kiện thì chúng ta có thể nhắc như sau: lấy Pulsebox này, rồi omega tim mạch, trà tim, Simba đấy, hoặc là cho thêm cả cái formula 4 vào. Đó là hỗ trợ về tim mạch. Còn nhóm về dạ dày đường ruột thì chúng ta cũng tùy vào đối tượng của, tức là tùy vào cái túi tiền của khách hàng, thì chúng ta cũng có thể phối như sau. Cái sọc be này, hai cái sọc be này là chúng ta có thể phối một trong hai cái sản phẩm này đấy, hỗ trợ về thanh lọc về bạch huyết ạ. Rồi canxi này, homomin, formula 4, đó, ba cái sản phẩm này là phải có nhá. Còn ngoài ra thì chúng ta, nếu người ta có tiền thì chúng ta phối thêm cái dòng siêu vitamin vào để bổ sung năng lượng, cấp vitamin khoáng chất, rồi silen đấy và trà số 5 đó. Đó, mấy cái sản phẩm này thì cả nhà chúng ta tùy vào cái điều kiện kinh tế người ta, mình có thể phối hợp cho người ta cho nó hợp lý. Còn nếu nếu có thì chúng ta cho siêu vitamin, không có thì thôi ạ. Đấy, còn nhóm sản phẩm phải hỗ trợ về tiểu đường nhá, thì chúng ta cũng để ý là cái sản phẩm tiểu đường thì có đặc biệt quan trọng là có cái inulin này, trà số 9 này, rồi có bây giờ thì có cái glucobox ấy, glucobox với cả chrome ấy, đấy là sản phẩm hỗ trợ tiểu đường, thì chúng ta có thể nhóm như vậy với cả formula 4 đó. Còn trong trường hợp nếu người ta có điều kiện kinh tế hơn thì mình sẽ phối thêm những cái sản phẩm như thế là siêu vitamin này, rồi silen, canxi với bộ ba thanh lọc. Nhưng theo Dung thì nếu mà người ta không có thì mình sẽ cho 3 lọ Inulin một tháng này, 2 lọ Formula 4, 3 hộp trà với 1 Glucobox, thế là được ạ. Đấy, nó sản phẩm liệu trình của nó tầm hơn 2 triệu một tí thôi. Còn nếu mà không, nếu mà người ta có thì chúng ta phối thêm cái siêu vitamin vào, siêu vitamin canxi. Còn đây là cái nhóm bổ sung về nhóm sản phẩm về gan thận, thì gan thận chúng ta cũng phải lưu ý ở đây, đó là cái sản phẩm đầu tiên là quan trọng là ở đây, đó là cái sọc ben nhé, sọc ben bolai, novomin, tức là formula 4 bây giờ đây ạ, canxi, bộ ba thanh lọc, silen, và đây là trà số 6 là trà gan, thanh lọc gan nhé. Hoặc là nếu mà chúng ta không có trà gan thì chúng ta có thể phối cái trà số 1, trà thanh lọc gan thận mật. Đấy, nếu người ta không có điều kiện thì chúng ta có thể phối là bộ ba thanh lọc này, trà số 1 hoặc trà gan này, sọc ben 2 hoặc 3 hộp. Đấy, hai lọ formula 4, canxi 2. Đó, như vậy thì nó hỗ trợ về, hoặc là với cả cho xem xin gan 4 nữa cả nhà nhá. Xin gan 4 thì nó thanh lọc gan đấy ạ. Ở đây thì không có cái hình ảnh xin gan 4. Đó, còn nếu mà người ta có điều kiện thì chúng ta nên bổ sung cái siêu vitamin vào để người ta khỏe nhanh hơn, phục hồi nhanh hơn ạ. Còn đây là cái nhóm sản phẩm về hỗ trợ về mất ngủ, thì chúng ta tập trung về cái healthy là một này, chóng ngủ là hai này,
cái Ginkgo thì bây giờ này, với cả cái sản phẩm Botanic này, Botanic cái sản phẩm này là 299.000. Thì nếu mà người ta có điều kiện thì chúng ta cho sử dụng cái Stress Villa một hộp này cũng được, thì nó cũng giải quyết được cái vấn đề mất ngủ trầm cảm rồi bị mệt mỏi rồi đau dây thần kinh ạ, đấy rồi bị trầm cảm đấy. Đấy, đối với những cái trường hợp như vậy chúng ta cho sử dụng cái Stress Villa này, còn nếu không có thì chúng ta cho sử dụng những cái sản phẩm bình thường này ạ, đó Formula 4 này, Ginkgo này, Botanic này, với cả Healthy rồi Tràng Hủ. Và nếu mà người ta chỉ có vài trăm nghìn thì chúng ta có thể phối được, chúng ta có cho cái Botanic này tăng cường gấp đôi lên này, Tràng Hủ 2 lên này, Hocomin rồi Ginkgo đấy, hoặc là phối với cái Healthy kết hợp với Tràng Hủ Ginkgo đấy với Botanic đó. Đó là những cái trường hợp mà người ta không có điều kiện thì người ta uống vài trăm nghìn, chúng ta cũng biết cách phối ạ, làm sao để nó có cái sản phẩm Ginkgo. Hoặc là nếu mà trong trường hợp người ta mà chỉ có hơn 300 thì chúng ta chỉ phối một cái sản phẩm này thôi, 200 hoặc 300 này này, đó hai cái sản phẩm này. Hoặc là uống cái IQBox cũng được nhé cả nhà nhé, IQBox nó cũng hỗ trợ mất ngủ đau đầu đấy ạ. Rồi cái nhóm sản phẩm về căng thẳng thần kinh này thì có trà ngủ này, Stress Relay này, rồi Hopamine đó. Rồi đây là nhóm sản phẩm tiền đình đau đầu, thì ở đây đặc biệt quan trọng chúng ta có IQ Box này, Neurovision Sin 2 để hỗ trợ về cân bằng nhịp sinh học cho não này, đấy Ginkgo đó. Tùy theo đối tượng mà người ta có nhiều tiền thì chúng ta cho Neurovision, không có thì chúng ta có thể cho IQ Box, Sin 2, Ginkgo rồi Tràng Hủ ạ. Đó. Và Formula 4, Canxi. Đấy. Chúng ta có thể phối hợp rất là nhiều theo nhiều chương trình. Hoặc là người ta chẳng có điều kiện thì chúng ta chỉ cho cái IQ Box cũng được. IQ Box nó hỗ trợ rất là nhiều, và nhiều khách hàng của Dung chỉ mỗi là uống cái IQ Box thôi, người ta cũng hỗ trợ cái vấn đề mất ngủ đau đầu rất là hiệu quả cả nhà. Và cái giá của nó rất là rẻ, chỉ có 330.000 thôi là người ta cũng uống được cả tháng rồi, và hiệu quả cũng cao đó. Và đây là cái nhóm sản phẩm xương khớp. Thì xương khớp thì thường thường là phải sử dụng rất là lâu dài thì nó mới phục hồi, bởi vì xương nó tùy vào cái đối tượng, ví dụ trẻ thì nó phục hồi rất là nhanh, nhưng đối với những cái trường hợp mà người ta bị già rồi, những cái tuổi tầm 60, 70 ấy, thì phục hồi nó rất là lâu cả nhà. Bởi vì cái xương lúc đấy nó bị lão hóa rồi, hoặc là bị thoái hóa rồi, thì chúng ta nó phải sử dụng nó ít nhất phải từ 6 tháng, 1 năm, có người phải 2 năm. Đấy. Thế nên là chúng ta khi mà chúng ta đưa cho khách các sản phẩm này thì chúng ta cần phải bảo cho khách là cái uống cái sản phẩm này nó phải có thời gian để nó phục hồi, chứ không thể là 1, 2 tháng nó phục hồi được nhá. Thì chúng ta lưu ý ở đây chúng ta sẽ có bổ sung các sản phẩm như sau về xương khớp này, có canxi này, glucoenterotin thì cái sản phẩm canxi thể thao này, rồi sin 6 để hỗ trợ bôi trơn các khớp này, và cái hovamin có hai tác dụng chính, đó là bảo vệ các tế bào lành và tiêu diệt các tế bào xấu. Rồi cái sản phẩm Joy Comfort này, nó là hỗ trợ về thanh lọc hệ bạch huyết, và cái này nó sẽ cả nhà tưởng tượng là cái khi mà cái ổ khớp của chúng ta nó có dịch ấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ đưa vào, nó như kiểu một cái bọt bọt biển á, nó đưa vào nó sẽ thấm hút toàn bộ những cái độc tố ở ổ khớp và nó hút tất cả các dịch khớp ổ ra đấy. Và chúng ta nên cho nên đối với những cái người khớp thì chúng ta cho nên cho bổ sung cái này để nó bổ sung vừa là collagen vừa hỗ trợ sụn khớp rất là tốt. Và đây là cái L-carnitine, thì cái sản phẩm này nó giúp hỗ trợ tăng cơ đốt mỡ và phát triển các mô xương rất là tốt ạ. Rồi đây là cái bon vegan, thì bon vegan đối với những cái người người ta uống ấy, người ta có thể mình có thể phối theo cái kiểu đối với những cái người người ta có điều kiện thì chúng ta phối thêm cái bon vegan này nó cũng hiệu quả rất là nhanh, hoặc là đối với những cái người ăn chay ạ. Và siêu vitamin hỗ trợ bổ sung vitamin khoáng chất và bổ sung 30 loại vitamin khoáng chất tổng hợp, nên là uống cái này nó phục hồi cơ thể rất là nhanh đấy.
và hỗ trợ có khả năng, có người người ta uống vào người ta còn không còn thấy cảm thấy bị đau nữa, thì chúng ta nên phối cái sản phẩm này. Và đây là cái nhóm sản phẩm làm đẹp chỉ nám trẻ hóa cho chị em phụ nữ. Thì chúng ta có thể nếu mà đi theo cả cái liệu trình này nó phải rơi vào tầm 3 triệu, hơn 3 triệu. Nhưng đối với những cái người người ta không có điều kiện thì chúng ta sẽ phối như thế này, đó là chúng ta có thể phối là chô lông này đấy, chô lông này, formula 4 canxi, đó là cái liệu trình chỉ hơn 1 triệu thôi. Còn đối với những cái người người ta có điều kiện thì mình bổ sung thêm cái siêu vitamin rồi collagen hay là vitamin Z magnesium để giúp trẻ hóa tế bào này đấy, beauty box hoặc là 3D cube để hỗ trợ về da móng tóc, với cả beauty box về hỗ trợ về da móng tóc đó. Tùy vào cái điều kiện kinh tế người ta thì mình có thể phối theo cái chương trình như vậy, hoặc là mình nếu mà người ta có vài trăm nghìn thì mình có thể phối một là chô lông với cả hormone formula 4 hoặc là canxi nữa đấy. Còn không thì người ta uống một loại chô lông cũng được, beauty box cũng được, người ta cũng cảm nhận được nhưng mà nó sẽ rất là lâu ạ. Thì mình khi mà mình tư vấn, mình nên tư vấn cho khách hàng đi theo cả liệu trình thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Nhóm sản phẩm sinh lý làm đẹp này thì đối với chị em phụ nữ thì mình đối với những cái người mà người ta qua cái giai đoạn mà bốc hỏa tính mãn kinh thì chúng ta nên, hoặc là những cái người đau bụng kinh ấy, thì chúng ta cho sử dụng thêm kết hợp với trà nhá, trà nữ, trà số 2 ạ. Đấy, và đây là phối theo cái chương trình này: chô lông, canxi, siêu vitamin, rồi trà, beauty box này, beauty vitamin, formula 4. Đó là theo cả một cái liệu trình luôn, hỗ trợ điện nước đầy đủ, da tóc móng đẹp này, và bổ sung canxi, rồi chương trình thải độc luôn ạ. Đấy, vừa uống trà vừa uống formula 4 nó sẽ thải độc tố và bổ sung các vi khoáng chất rồi canxi vào cơ thể, nó sẽ phục hồi rất là nhanh và giúp da của chị em chúng mình đẹp, ngày càng đẹp hơn và điện nước đầy đủ hơn. Còn đây là cái chương trình sinh lý nam giới dành cho các anh nam giới này, thì khỏe từ gốc luôn. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm Pulsebox giúp cho trái tim khỏe, trái tim khỏe, lưu thông khí huyết này, rồi siêu vitamin để hỗ trợ bổ sung 30 loại vitamin khoáng chất, canxi, và thiếu canxi thì sinh ra 147 loại bệnh, nên là phụ nữ và nam giới đều phải cần bổ sung canxi. Kém này hỗ trợ sinh lý yếu dành cho anh nam giới này, rau him này kết hợp với cả rau him nhá, để chúng ta phối như vậy thì nó sẽ các hiệu quả rất là cao. Đối với những cái trường hợp mà các anh nam giới bình thường, sức khỏe bình thường thì chúng ta có thể cho uống 2 viên thôi. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta bị yếu á, thì chúng ta phải cho sử dụng từ 4 cho đến 6 viên một ngày kém ạ. Và cái do him này cũng vậy nhá. Đó, phối hợp cho tăng liều cao lên thì nó sẽ hiệu quả rất là nhanh. Và đây là cái sản phẩm Akibox này, hỗ trợ đau đầu, rồi tiền đình, mất ngủ, Comomin, formula 4, và đây là canxi thể thao. Đối với trường hợp mà canh nam giới mà người ta có tiền thì chỉ dùng vài trăm nghìn thôi, thì chúng ta cũng có thể phối theo kiểu là kém này, dâu him này, đó hai cái sản phẩm chính chủ chốt để hỗ trợ cái phần sinh lý yếu. Còn người ta có điều kiện hơn, chúng ta cho sử dụng thêm formula 4 kết hợp với Pulsebox. Còn hơn nữa thì chúng ta cho sử dụng thêm cái siêu vitamin này, nó phục hồi rất là nhanh. Đó là đối với chương trình nam giới nhá. Và nhà mình lưu ý cứ và chúng ta nhớ một điều ở đây, đó là khi mà chúng ta đi tư vấn cho bất kể ai thì thôi, chúng ta phải phân tích cái nguyên nhân gốc rễ từ đâu mà sinh ra bệnh tật, và nguyên nhân từ đâu mà nó thiếu cái chất dinh dưỡng. Thì có 3 nguyên nhân chính ở đây, đúng không ạ? Nguyên nhân thứ nhất là độc tố quá nhiều này, thứ hai đó là thiếu vitamin khoáng chất, thứ ba là do căng thẳng stress. Thì ở Siberia chúng ta hoàn toàn chúng ta phối theo cái chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng, nó sẽ đáp ứng đầy đủ. Thứ nhất, đưa vào cơ thể nó sẽ đào thải toàn bộ những cái độc tố, sau đó bổ sung các vitamin khoáng chất vào, và cơ thể của chúng ta nó sẽ tự phục hồi khi mà cơ thể nó sạch sẽ độc tố và đầy đủ các chất dinh dưỡng, và nó sẽ tự phục hồi lấy. Đó, cơ thể của chúng ta rất là thông minh, đúng không cả nhà? Và cái nhóm thứ ba ở đây đó là
Nhóm tiếp theo đó là cái nhóm sản phẩm về viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Thì viêm xoang ở đây chúng ta được bắt buộc là chúng ta cần phải có cái sản phẩm Immunobox để tăng cường hệ miễn dịch nhá. Còn về C5 này hỗ trợ về hô hấp. Đối với những cái trường hợp mà người ta bị ho, viêm phế quản, viêm phổi ạ, thì chúng ta cho dùng sử dụng cái C5. C5 này tăng liều cao lên. Bình thường người ta chỉ có uống một viên sáng một viên tối, nhưng mà chúng ta có thể uống hai hoặc ba viên sáng ba viên tối đó, thì nó phục hồi rất là nhanh nhé cả nhà. Đấy, ho, viêm họng, sổ mũi rồi viêm phế quản. Vừa rồi con nhà Dung bị Covid, nó ảnh hưởng về đến phổi rất là nặng, nó ho thường xuyên là ho về đêm, ho rất là nhiều. Thì Dung cho sử dụng cái C5 này thì trong vòng có một tuần thôi là bắt đầu cảm thấy là cái phổi con nó thông thoáng hơn, nó không còn bị ho nữa. Nên là cái C5 này vô cùng quan trọng nhé. Nhà mình nếu mà đối với cái trường hợp người ta bị viêm phổi rồi, hay là có vấn đề về 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 phổi này rồi bị đường hô hấp, chúng ta cho phối cái C5 này tăng liều cao lên, bổ sung canxi này, rồi trà số 4, trà hô hấp nhá, siêu vitamin, cobalamin và dầu Vansan. Dầu này để chúng ta sụp họng hoặc là chúng ta thoa vào cái chỗ đau rồi sốt đó. Đó là cái chương trình về, và ở đây thì Dung thấy thiếu là cái sản phẩm của ba thanh lọc. Đối với những cái trường hợp người ta bị viêm xoang thì người ta cũng cần phải phải thanh lọc độc tố ở cấp độ tế bào, thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái sản phẩm của ba thanh lọc nhé. Đó, bổ ba thanh lọc này, Hormin thì formula 4 này chúng ta sẽ tăng liều lên 2 hoặc 3 lọc một tháng. Đấy, Immunobox và dầu Vansan này để kết hợp với cái formula 4 này, chúng ta kết hợp để chúng ta nhỏ phân sạc máy cho mẹ đi. Đấy, hai cái sản phẩm này chúng ta nhỏ nhá, nhỏ vào mũi để nó giúp thông thoáng và loại bỏ những cái độc tố mũi trong trong cái lỗ mũi của khoang mũi chúng ta, nó có mủ ấy thì nó sẽ đào thải ra, xì ra rất là nhiều mũi mủ ở trong đấy ạ. Và cái nhóm tiếp theo đó là nhóm sản phẩm sơ thanh quản. Nhóm sơ thanh quản này thì chúng ta cũng phối theo cái sản phẩm đó là formula 4 này, rồi dầu ba san này, C5, cháo hấp, siêu vitamin, Mucibox và Immunobox. Đó, về hỗ trợ về về sơ thanh quản. Và cái sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng khả năng này, tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta trong cái mùa Covid thì vừa rồi thì rất là nhiều người bị vấn đề Covid, thì chúng ta sẽ phối theo cái chương trình để tăng khả năng miễn dịch này. Thì có sản phẩm formula 4, Hormin ạ, C5, cháo hấp, chúng ta uống nhiều lên ạ, uống nhiều để nó thông thoáng cái đường phổi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng thêm cái Adaptovit nhá, Adaptovit rất là tốt cho cái hô hấp và phổi của chúng ta. Rồi cái siêu vitamin phục hồi rất là nhanh luôn, nếu mà ai có vấn đề sức khỏe ốm yếu rồi người ta bị mệt mỏi ạ, ta cho sử dụng 1 cho đến 2 gói một ngày thôi là người ta khỏe rất là nhanh, phục hồi nhanh ạ. Rồi đây là cái sản phẩm của ba thanh lọc ở cấp độ tế bào và Immunobox tăng cường miễn dịch. Đây là cái nhóm sản phẩm về giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch thì chúng ta có step up này, bắt buộc phải có nhá. Đối với những cái người trường hợp người ta bị giãn tĩnh mạch, chúng ta cho step up vào một này. Formula 4 là 2 canxi. Ba cái sản phẩm đấy cũng chúng ta nếu mà đối với trường hợp người ta có điều kiện vừa vừa phải, nếu có thêm thì người ta phối thêm cái sản phẩm siêu vitamin. Và đây cái sản phẩm này nó cũng hỗ trợ giãn tĩnh mạch cả nhà. Dung thì Dung chưa uống cái sản phẩm này đâu, nhưng mà thấy đọc cái công dụng của nó thì nó cũng hỗ trợ về cái sản phẩm giãn tĩnh mạch đấy. Và nhóm tiếp theo là nhóm sản phẩm dị ứng viêm da cơ địa. Đấy, dị ứng viêm da cơ địa thì chúng ta có bộ ba thanh lọc cấp độ tế bào, sọc pen để thanh lọc về bạch huyết này, kẽm là hỗ trợ mẩn dị ứng này. Chúng ta còn có một cái sản phẩm omega dị ứng 274.000, cả nhà có nhớ không ạ? Cái sản phẩm omega dị ứng nhỉ? Đấy, chúng ta cũng tăng tăng liều lên nhá. Vừa rồi thì có một cái khách hàng của cô nương á, cô cũng bị omega bị dị ứng mẩn ngứa, thì Dung cũng cho phối hai cái hộp omega dị ứng đấy một tháng, kết hợp với formula 4 này, kém này và cái sọc ben này thôi, thì cô ấy cũng cảm thấy uống một tháng cô cũng đã thấy cải thiện rồi ạ.
nên là nhà mình nếu mà tùy vào cái trường hợp của khách, người ta có tiền thì chúng ta cho sử dụng hết cả cái bộ này. Nhưng đối với trường hợp người ta không có điều kiện ý, thì chúng ta cho phối hợp sản phẩm này, Formula 4, rồi Spenpulai kém, và hai hộp Omega dị ứng nhá, cái loại 274.000 ạ. Đó, và trà này là trà số 6. Hoặc là chúng ta cũng có thể cho uống trà số 1. Đấy, trà số 1 cũng được ạ. Rồi đây là dầu ban san để thoa nhá. Và đây là siêu vitamin. Đó, đối với trường hợp người ta có đủ điều kiện, người ta có điều kiện kinh tế, chúng ta phối theo như này. Không thì chúng ta cũng có thể phối theo cách của dung được. Và nhóm tiếp theo là nhóm sản phẩm phòng chống ung thư và đột quỵ. Thì hiện nay chúng ta biết là mỗi ngày chúng ta có rất là nhiều người ra đi vì ung thư đột quỵ. À, cách đây mấy ngày thôi thì ở làng cũng có một ngày cái người người ta cũng bị ung thư đột quỵ, người ta cũng ra đi chết rất là trẻ. Thế đấy, thế nên là cái việc mà chúng ta cái nhóm sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ phòng ngừa ung thư và đột quỵ thì bao gồm có bút sữa bắp, bộ ba thanh lọc, rồi sản phẩm trà số 6 này, sọc ben này, siêu vitamin, novamin và cái fatty acid này để hỗ trợ giảm mỡ máu này. Đấy, bút sữa bắp giúp trái tim khỏe và lưu thông khí huyết. Thế nên là nhà mình có điều nhà mình là thực sự là những con người rất là may mắn khi mà chúng ta biết đến sản phẩm Siri. Bởi vì chúng ta khi uống sản phẩm Siri vào người nó khỏe và các mạch máu lưu thông này, cơ thể được đào thải toàn bộ những cái độc tố ra khỏi cơ thể này. Rồi chúng ta bổ sung các vitamin khoáng chất vào cơ thể chúng ta lúc nào cũng khỏe mạnh và tràn trề năng lượng. Cả nhà thấy thế không ạ? Đấy là việc của chúng ta, đó là dùng thôi. Ai tin thì chúng ta tư vấn giúp họ, còn không tin chúng ta mình cứ việc mình bổ sung cho mình để mình khỏe đi đã. Và cả nhà mình khỏe đi đã. Còn không quan trọng người ta uống hay không là việc của họ, còn ai thực sự có duyên có phước thì họ sẽ biết đến sản phẩm Siri ạ. Và cái nhóm tiếp theo là nhóm sản phẩm cân chỉnh chống lão hóa. Ở Siri không có tăng cân và giảm cân, nhưng mà chúng ta có cái sản phẩm hỗ trợ giúp cho vóc dáng của chúng ta nó trở về một cái thân hình săn chắc và khỏe mạnh, gọn gàng hơn. Đó, thì chúng ta có thể bổ sung cái sản phẩm như sau. Đối với những cái người ta không có điều kiện kinh tế thì chúng ta cho trà yoga này, bữa ăn này, L-carnitine và hormone. Đó, còn đối với trường hợp mà người ta có điều kiện hơn nữa thì chúng ta cho thêm bộ ba tinh lọc cuối cùng này với sọc ben. Đấy, đó, thế thì bộ sản phẩm này nó hỗ trợ thứ nhất là thải độc tố này ở cấp độ tế bào này, rồi cái trà turbo này thanh lọc đường ruột với cả đào thải mỡ thừa ở trong đường ruột này, giúp cơ thể của mình trở về một cái vóc dáng rất là tuyệt vời. Đấy, bữa ăn protein, rồi ecolatin giúp tăng cơ đốt mỡ này. Đấy, và homomin giúp bảo vệ các tế bào lành và tiêu diệt các tế bào xấu như khối u này. Đấy, rồi các loại độc tố kim loại nặng giúp trừ sâu trong cơ thể của mình. Rồi cái này là thanh lọc về bạch huyết, cái Spenmulai ạ. Và cái nhóm sản phẩm tiếp theo là nhóm sản phẩm dành cho trẻ em. Thì nhóm sản phẩm dành cho trẻ em đây thì bao gồm có cái bộ đôi này nhá. Đối với những trường hợp người ta không có điều kiện, chúng ta cho sử dụng bộ đôi này, kết hợp rất là tuyệt vời luôn. Cái Omega này hỗ trợ phát triển trí não và chiều cao, phát triển toàn diện luôn. Đấy, rồi cái sản phẩm sô-cô-la trẻ em này giúp trẻ ăn ngon ngủ tốt hơn và nó không còn bị táo bón nữa. Đó, chúng ta đối với những người ta chỉ sử dụng 300-400 nghìn thôi, chúng ta cho sử dụng hai sản phẩm này thôi. Còn đối với trường hợp mà người ta những cái bé mà lớn tuổi hơn ấy, chúng cho sử dụng cái IQ Box trong trường hợp nó thi cử hoặc là nó mệt mỏi đau đầu nhiều, ta cho sử dụng IQ Box kết hợp với canxi để phát triển chiều cao. Đó, đây là bộ sản phẩm dành cho trẻ em. Hoặc là chúng ta cho bổ sung thêm cái vitamin D3 nhé, cái sản phẩm mà 240.000 nhé, vitamin D3 nhé, để hấp thu canxi rất là tốt. Và đây là nhóm sản phẩm dành cho bà bầu. Thì chúng ta có Mama Box này hỗ trợ bổ sung các vitamin khoáng chất Omega rất là nhiều luôn. Ở trong cái hộp này nó rẻ và nó rất là nhiều vitamin khoáng chất trong này. Đó, nếu mà ai có điều kiện chúng ta cho siêu vitamin, không có chúng ta cũng có thể phối thêm cái sản phẩm Mama Box này đối với những người sản phẩm đối với những cái người người ta có điều kiện bình thường á,
đấy, mình cho sản mỗi sản phẩm mama box vào, rồi canxi này cho bà bầu này, đấy sắt, sắt này cũng rất là tốt luôn, hiệu quả vô cùng luôn này. Đấy, nếu mà ai mà hay bị hoa mắt chóng mặt này, đau đầu mệt mỏi này, rồi mất ngủ này, chúng ta cho sử dụng một cái lọ này thôi, nó cũng hiệu quả vô cùng luôn cả nhà. Đấy, vừa rồi thì nhà Dung làm nhà có một cái cô này, cô ấy cũng hay bị mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, thì Dung cho sử dụng cái sản phẩm sắt này thì cô cảm nhận được ngay ngày ngày đầu tiên, tức ngày hôm sau cô bảo luôn bảo cô nhận uống cái sản phẩm này nó không bị nóng mà nó hiệu quả nhanh. Đấy, người ta cảm nhận được luôn đó, nên là nhà mình có thể, và Dung cũng kể cho nhà mình nghe là Tết thì Dung bán hoa rất là nhiều và cũng thường xuyên bị mệt mỏi, nhưng mà Dung sử dụng sắt này cho đến 4 viên một ngày, 4 đến 6 viên một ngày nhé, thì Dung cảm thấy là người của mình lúc nào năng lượng không có mệt mỏi gì hết luôn. Thế nên là đối với trường hợp mà chúng ta mà hay thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ ấy, chúng ta cho sử dụng cái sắt này, tăng liều cao lên, không vấn đề gì hết ạ, uống không tăng liều cao không vấn đề gì hết. Và chúng ta nhớ là uống sắt này không được uống chung với tất cả các sản phẩm khác nhá, nó chỉ uống riêng được một mình thôi, bởi vì chúng ta uống chung á nó sẽ bị kết tủa và nó sẽ không không có nó không hấp thu được. Nên là chúng ta chỉ uống ví dụ những cái sản phẩm này nhá, chúng ta uống vào buổi sáng, buổi chiều, nhưng riêng sắt này chúng ta chỉ uống một mình buổi trưa thôi, không uống các sản phẩm chung khác được đó. Chúng ta nhớ một điều như thế, bởi vì khi chúng ta uống như vậy nó thì sẽ bị kết tủa uống chung với các sản phẩm khác. Đó là cái sản phẩm sắt nhá, sắt rất là tốt cả nhà, nên là chúng ta bổ sung sắt đối với những cái trường hợp thiếu máu hoặc là mất ngủ, mệt mỏi. Đối với cái trường hợp mà đây là nhóm sản phẩm thanh lọc của cơ thể độc tố thì chúng ta có rất là nhiều sản phẩm thanh lọc độc tố, có trà yoga này hoặc là trà số 1, trà số 6, đấy, đấy là ba dòng trà thanh lọc độc tố nhá. Còn đây là cái sản phẩm của ba thanh lọc cấp độ tế bào, trà số 6 trà gan này, thanh lọc gan này, rồi hubomin bảo vệ tế bào lành và tiêu diệt các tế bào xấu. Sản phẩm sống pen của Lai nó là hỗ trợ thanh lọc bệnh huyết. Và bây giờ chúng ta có sản phẩm detox pro active ạ, thì nó là 1.953.000 đấy, thì nó hỗ trợ thải độc trong vòng 16 ngày thôi, nó hiệu quả vô cùng và nó không gây mệt. Nhưng đối với sản phẩm bộ ba thanh lọc chúng ta uống vào nó sẽ mệt, rất là mệt luôn. Nhưng đối với cái sản phẩm detox thì chúng ta uống vào nó chúng ta cảm nhận rất là nhanh. Và đối với trường hợp mà người ta không có điều kiện, người ta không có thời gian để uống nhiều các sản phẩm khác ấy, chúng ta mua một hộp detox thôi, người ta uống thải độc trong vòng 16 ngày vừa nhanh gọn lẹ và hiệu quả nhanh ạ. Và đây là cái nhóm sản phẩm cơ bản thì chúng ta bất kể trong trường hợp nào chúng ta cho phối ba sản phẩm này thôi. Đấy, nó cũng hỗ trợ mệt mỏi, đào thải độc tố, rồi bổ sung các vitamin khoáng chất, siêu vitamin này, canxi và hormone. Và nhóm các dòng trà ở đây thì chúng ta có từ trà số 1 cho đến trà số 9. Và kết hợp với ở đây là có trà tứ bô là 10 dòng trà tất cả. Trà số 1 là trà thanh lọc gan thận mật. Trà số 2 là trà nữ này, đối với những trường hợp mà bị bốc hỏa tiền kiện, đau bụng kinh, người mất ngủ hay là bị tiền mãn kinh. Trà số 3 là trà ngủ. Đấy. Trà số 4 là trà hô hấp đối với trường hợp viêm đường hô hấp, rồi hỗ trợ thông thoáng cái đường hô hấp ạ. Trà số 5 là trà hỗ trợ tiêu hóa, trà số 6 là trà gan, thanh lọc gan. Trà số 7 trà xương khớp, trà số 8 là tim mạch, trà số 9 đó là hỗ trợ tiểu đường. Và số 10 đây là trà tu gâu thì chúng ta sẽ hỗ trợ thải độc tố và đốt mỡ rất là tốt ạ. Và khi mà chúng ta phối sản phẩm như vậy, chúng ta hãy nói với khách hàng những cái cơ chế xuất hiện khi mà uống sản phẩm CV nhé. Bởi vì chúng ta nói trước như vậy thì khách hàng chúng ta sẽ không bị gọi là gì nhỉ, hụt hẫng khi mà uống sản phẩm, bởi vì nó đào thải. Có người về uống rồi thấy đi ngoài rất là nhiều, rồi vật ngứa các kiểu người ta kêu rời cái đất lên, bởi vì mình không nói trước cho người ta bảo cô ơi, khi mà uống sản phẩm CV vào nhá, cô sẽ bị đi ngoài rất là nhiều này, ví dụ 4-5 lần một ngày mình đào thải như là mình nói như vậy, hoặc là 6-7 lần một ngày khi mà cô uống trà vào đấy. Nói trước cho người ta, nói như trước cho người ta như thế, hoặc là nó bị bẩn ngứa, hoặc là đi nước tiểu vàng hơn đấy, rồi những gặp những cái trường hợp mà đau bao tử thì nó sẽ đau hơn, trào ngược hơn, xương khớp nó sẽ đau hơn,
mình phải nói trước với khách hàng như vậy để người ta sẽ không bị gì nhỉ, không bị hụt hẫng á. Đấy, khi mà uống người ta sẽ biết trước được như thế, người ta sẽ uống một cách ngon lành hơn. Đấy, đây là các dấu hiệu chuyển hóa nhá. Mệt mỏi này, người lừ đừ đau các bắp nhiều hơn này, chóng váng đầu này, đấy, các khớp xương đau mạnh này, người có tiền sử về bệnh xương khớp thì nó sẽ đau hơn rất là nhiều. Người bao tử khó chịu đối với những cái người bị đau dạ dày, đau bao tử, đường huyết cao hơn so với bình thường đối với những người tiểu đường. Và chúng ta khi mà dùng cho người ta dùng CV thì chúng ta đối với những bệnh nhân tiểu đường nhá, chúng ta vẫn cho phối kết hợp hạt đường huyết trong 3 tháng đầu đối với những cái người bị tiểu đường đó, cho dùng kết hợp với cả thuốc tây ạ, để cho nó hạ đường hẳn đi. Đấy, rồi những cái người huyết áp cao nhá thì chúng ta vẫn cho sử dụng sản phẩm thuốc tây của huyết áp cao để ổn định huyết áp. Vừa đào thải sinh học này thì đi tiểu nhiều lần trong ngày có thể nước tiểu vàng đậm hơn, cải thiện nhiều lần trong ngày, đi phân có mùi đen rồi tanh hôi rất là khác thường. Đấy, đối với những trường hợp viêm sang á thì nó sẽ ra nước mũi nhiều hơn, đầm nhất nhiều hơn, rồi buồn nôn, nôn nhiều, dịch vị nơi vì người ta, đối với những cái trường hợp bị đau bao tử, mất ngủ, căng thẳng thần kinh đối với những người mất ngủ và một số dấu hiệu khác đó. Còn đào thải theo cơ chế sinh học tái sinh này, sau khi chuyển hóa sinh học, đào thải sinh học này tiếp đến là cơ chế sinh học tái sinh, nghĩa là cơ thể tự tái tạo tế bào hư hỏng suy yếu, đồng thời phục hồi lại tất cả các chức năng mặc định của nội tạng và làn da tứ chi. Sản phẩm sẽ mang lại 5 giá trị như sau: thứ nhất, đào thải độc tố kim loại nặng ra khỏi cơ thể; cái thứ hai, đầu tiên là đưa sản phẩm Siri vào, nó sẽ đào thải toàn bộ những cái độc tố kim loại nặng ra khỏi cơ thể, độc tố mỡ thừa ra khỏi cơ thể này; thứ hai đó là nó sẽ bổ sung đầy đủ các vitamin khoáng chất đang bị thiếu hụt trong cơ thể; thứ ba là nâng cao hệ miễn dịch, và thứ tư đó là trẻ hóa tế bào; thứ năm đó chống căng thẳng thần kinh. Đó là 5 cái giá trị mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta uống sản phẩm Siri. Và trong trường hợp đối với những tư vấn viên mới, chúng ta mà chưa biết cách phối hợp sản phẩm hoặc là chưa biết cách nó chuyển hóa như nào, chúng ta cần phải liên hệ đối với người hướng dẫn của chúng ta, để người hướng dẫn chúng ta sẽ biết cách tư vấn cho chúng ta một cách kỹ lưỡng hơn. Và lưu ý ở đây đó là hãy nói với khách hàng đây này, những cái biểu hiện thường gặp khi dùng nhóm thay lọc, để khách hàng hiểu hơn về sản phẩm Siri: đau rồi sẽ đỡ, xấu rồi đẹp. Đầu tiên uống vào Siri nó sẽ đau, đau hơn so với bình thường, nhưng rồi nó sẽ đỡ, đúng không? Đối với trường hợp mà chị em mình da sạm nám mụn nhọt nhiều á, đầu tiên uống mà nó sẽ xấu đi rất là nhiều, nhưng mà sau rồi nó sẽ đẹp, đẹp rất là nhanh luôn. Đấy, đó là theo cơ chế của Siri nhá, đào thải của Siri. Và khách hàng nền tảng sức khác với hàng nền tảng sức khỏe yếu này, người lớn này, người chưa có niềm tin về sản phẩm thì chúng ta nên chưa nên cho dùng. Tức là đối với những cái người mà lớn tuổi này, sức khỏe yếu, hoặc là những cái người mà chưa có niềm tin về sản phẩm ấy, thì chúng ta không nên cho dùng cái sản phẩm thanh lọc ở đây nhá. Nếu mà chúng ta cho dùng luôn á, người ta yếu, người ta mệt, người ta bỏ luôn ấy. Nên là chúng ta đừng cho sản phẩm thanh lọc trước, không được cho dùng sản phẩm thanh lọc, mà chúng ta sẽ phối thanh lọc, ví dụ cho trà là một này, cho sọc bên là hai, đó là cái chương trình thanh lọc. Hoặc là người ta có điều kiện cho chúng ta cho sử dụng cái sản phẩm Detox Pro đó. Thế thì nó sẽ đào thải, nó sẽ không bị mệt. Còn đối với những cái người mà người ta khỏe mạnh thì chúng ta cho sử dụng thanh lọc bình thường nhá. Tuy nhiên đối với những cái người mà có vấn đề sức khỏe liên quan đến như chỉ số tiểu đường này, gan, men gan cao, mỡ máu, sỏi thận, rồi sỏi mật, u biếu, hoặc cơ thể có nhiều độc tố thì phải dùng thanh lọc đầy đủ, liều cao và dùng trong suốt quá trình sản phẩm, sử dụng sản phẩm. Đó, đối với trường hợp á, người ta bị gan này, tiểu đường, huyết áp, gan, men gan, mỡ máu, sỏi thận, u biếu ấy, chúng ta phải sử dụng, phải nói cho người ta hiểu là phải sử dụng thanh lọc thường xuyên với liều cao và dùng suốt trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đấy, như của ngũ ấy là phải dùng suốt, là để dùng suốt cái chương trình thanh lọc để nó đào thải những cái độc tố ở gan. Đấy, thế nên là đối với những người như vậy, chúng ta phải cho sử dụng thường xuyên và liên tục cái sản phẩm của ba thanh lọc, hoặc là bất kể cái chương trình thanh lọc nào.
và những cái lưu ý khi lựa chọn sản phẩm cho khách hàng như sau: và căn cứ vào sức khỏe này, mong muốn kết quả nhanh hay chậm, và khả năng chi trả theo từng nhóm sau. Thứ nhất nhóm đi xe máy sử dụng chương trình dưới 1 triệu ở trên một tháng. Nhóm thứ hai, nhóm đi ô tô chúng ta cho sử dụng trên 2 triệu một tháng. Và nhóm thứ ba, nhóm đi máy bay chúng ta cho sử dụng trên 3 triệu một tháng. Và muốn đi nhanh thì có kết quả nhanh thì chúng ta nên cho sử dụng trên 3 triệu nhé. Đấy, đối với trường hợp người ta có điều kiện kinh tế này, người ta có tiền này, thì chúng ta nên cho sử dụng trên 3 triệu một tháng, cực kỳ đi nhạ, cực kỳ hiệu quả nhanh luôn phải nhạ. Đấy, còn đối với những cái người sức khỏe mà người ta không có điều kiện á, người ta chỉ sử dụng được tầm 1 triệu thì nó sẽ hơi lâu, tức là như cái kiểu đi xe máy lâu lâu hơn so với kiểu đi ô tô và đi máy bay. Đấy, hơn 1 triệu thì mình sẽ lâu. À, một có điểm tin nhanh thì nên để kinh doanh thì chúng ta nên sử dụng như kiểu trên 3 triệu một tháng, chúng ta sẽ đi rất là nhanh, và với tốc độ như vậy thì phục hồi cơ thể rất là nhanh. Và yêu thương khách hàng thì hãy lựa chọn cho họ những cái sản phẩm phù hợp và nhanh có hiệu quả nhất, chứ không phải như họ mà cho họ dùng những cái sản phẩm hiệu quả chậm. Tức là chúng ta đừng nên nghĩ cho khách hàng sợ bà này bán chẳng có tiền nên mình chẳng dám phối cái sản phẩm đắt tiền. Đừng nghĩ hộ họ nhá. Chúng ta phải cho họ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là mình có thể bảo là bây giờ nhá, cô có thể sử dụng cái liệu trình tầm 3 triệu rưỡi hay là 3 triệu hoặc 2 triệu rưỡi. Đó, thế thì chúng ta đưa cho họ lựa chọn như vậy thì họ sẽ lựa chọn. Chứ còn nếu chúng ta cứ phối sản phẩm có hơn triệu vài trăm nghìn lâu lắm mà nó không có kết quả. Đấy. Và nếu mà họ là người kinh doanh thì bạn nên sử dụng cho lựa chọn cho họ ít nhất tức là để làm sao cho họ có cảm nhận nhanh nhất. Nếu mà chúng ta cho người ta sử dụng vài sản phẩm, người ta đi rất là lâu và người ta có khả năng người ta chẳng cảm nhận được, người ta sẽ bỏ cuộc đấy, mà vừa mất thời gian vừa mất tiền, đúng không? Phí thời gian ạ. Và cách phối sản phẩm ở đây đó là các nhà khoa học đã lên sẵn chương trình theo chương trình khoa học bản quyền của chúng ta, đó là chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng. Chúng ta cứ phối theo như vậy thôi, đừng làm gì ngoài các cái chuyện đó, bởi vì chúng ta đã được các nhà khoa học người ta kiểm nghiệm rồi, người ta đã phối theo chương trình như vậy rồi, mà chúng ta cứ làm trái đi thì chắc chắn là mình đi sai đường rồi, đúng không ạ? Thế là việc chúng ta phối theo chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng, lúc nào cũng phải đầu tiên là thanh lọc toàn bộ những cái độc tố ra khỏi cơ thể, thì bổ sung các vitamin khoáng chất vào thì nó mới hấp thu, đúng không? Và khi cơ thể mình hấp thu rồi thì cơ thể chúng ta sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và cơ thể chúng ta hoàn toàn trở về cái trạng thái cân bằng và nó sẽ tự phục hồi. Và việc của người tiêu dùng chúng ta hay là kinh doanh thì là lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu vấn đề sức khỏe và khả năng chi trả. Đấy, sản phẩm này chúng ta nhớ là không phải là thuốc nha, mà là thức ăn siêu sạch, siêu thông minh của thế kỷ 21. Càng dùng thì càng khỏe, càng trẻ, càng đẹp và càng nhiều tiền. Ai cho số ở nhà là thấy là chúng ta dùng Siri càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp thì hãy comment số 1 ạ. Còn bây giờ chúng ta chưa có nhiều tiền thôi, nhưng mà chắc chắn là 1-2 năm nữa chúng ta sẽ có nhiều tiền ở Siri ạ. Chúng ta giúp đỡ được nhiều người thì chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều tiền ở Siri. Và muốn cải thiện sức khỏe chỉ cần nhập sản phẩm vào giỏ hàng. Hết cái này thì chúng ta chọn cái khác thay thế nhá, chứ đừng có phụ thuộc vào bất kể một cái sản phẩm. Ví dụ chúng ta hết Formula 4 mà chúng ta cứ đòi hỏi Formula 4 thì làm sao mà lên được, đúng không? Chúng ta hãy thay thế các sản phẩm khác được mà. Nhiều sản phẩm thay thế lắm ạ. Trên hướng dẫn sử dụng thường ghi sử dụng 1 viên một ngày, nhưng mà đó là đối với những cái người khỏe mạnh. Đối với những cái người mà sức khỏe người ta yếu hoặc là những người có vấn đề sức khỏe, chúng ta phải tăng cường lên gấp 2, gấp 3 lần so với bình thường. Đối với ví dụ nha, đối với những cái người mà anh nam giới người ta có sức khỏe bình thường ấy, người ta dùng do hi với kém 1 viên một ngày được. Nhưng đối với những anh nam giới mà người ta yếu ấy, người ta có sức khỏe yếu ấy, thì chúng ta phải cho sử dụng 2 hoặc 3 viên tăng cường lên chỉ có 1 tuần là người ta cảm nhận được hết luôn, người ta khỏe luôn ạ. Đó, đối với nữ giới thế bất kể ạ. Thế nên là chúng ta phải biết cách phối sản phẩm theo cho nó đúng và hợp lý, và cái việc mà chúng ta không nên đi sai vào cái chương trình của nhà khoa học người ta đem đi ra, đó là chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng, thì chắc chắn là khi mà chúng ta phối như vậy thì hoàn toàn là cơ thể chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh và phục hồi rất là nhanh chóng. Đó, cảm ơn cả nhà đã
lắng nghe thì Dung đã vừa chia sẻ cho cả nhà nghe về cách phối sản phẩm Siri, và sau khi nghe xong thì cả nhà cảm nhận như thế nào, và chúng ta có câu hỏi thì chúng ta có thể bật mic lên chia sẻ ạ. Yeah, xin cảm ơn phần chia sẻ buổi tối vô cùng năng lượng, vô cùng tuyệt vời của Thủy Thu Lĩnh Kiều Dung. Cả nhà hãy dành cho Thu Lĩnh Kiều Dung chúng ta một trái tim yêu thương. Xin cảm ơn Thu Lĩnh rất là nhiều. Cảm ơn anh Kiều rất là nhiều. Phần chia sẻ tối nay thật là hay, cái cách phối sản phẩm để những cái tư vấn viên mới chúng ta khi mà vào đây chúng ta biết được cái cách phối sản phẩm, đỡ khỏi phải vất vả lao đao khi chọn những sản phẩm nào. Với những cái vấn đề của sức khỏe thì đây là cái bổ sung vô cùng tuyệt vời dành cho những người thành những cái tư vấn viên mới, mà chúng ta không phải lăn tăn suy nghĩ cứ theo cái sản phẩm thanh lọc năng lượng cân bằng và những cái vấn đề của khách hàng đã có sẵn. Ví dụ như người ta gặp vấn đề về huyết áp thì mình cũng có sản phẩm về để hỗ trợ vấn đề đó, về tim mạch tiểu đường thì cũng có sản phẩm hỗ trợ chúng ta không phải đi tìm những cái sản phẩm nào để nó phù hợp. Đây là cho nên là Kiệt xin cảm ơn Thủ lĩnh Kiều Dung hôm nay rất là nhiều ở chia sẻ một cái cách phối sản phẩm rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn, biết ơn tất cả các anh chị trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Kiệt rất là nhiều ạ. Mình ai có câu hỏi gì không ạ? Khi mà nghe xong về cách phối sản phẩm, ta biết phối sản phẩm chưa? Rất là dễ đúng không? Ta cứ phối theo chương trình thanh lọc năng lượng và cân bằng. Chứ chúng ta mà cứ phối mà và đừng nghĩ hiểu khách nhá. Đừng ai nghĩ hiểu khách, bởi vì khách chúng ta những cái người ta rất là cần sức khỏe. Mình nếu mà mình phối theo cái chương trình vừa tiền thấp quá thì nó cũng lâu hiệu quả, nên người ta cũng cảm nhận được, người ta sẽ bỏ cuộc. Đó, còn chúng ta cứ phối 2 triệu rưỡi 3 triệu, nếu người ta không có nữa thì tầm 2 triệu. Đi rất là nhanh và người ta cảm nhận nhanh hơn so với những cái trường người ta chi vài trăm nghìn, thứ sản phẩm vài trăm nghìn ạ. Xin mời các thủ lĩnh nhà mình ạ. Ai có câu hỏi gì không ạ? Chị Đỗ ạ, chị có ý kiến chứ? Xin mời chị Thủy ạ. Tôi cảm ơn thủ lĩnh Dung Kiều hôm nay chia sẻ cái phần sản phẩm rất là hay. Và hôm nay cũng khắc sâu thêm cho chúng ta biết được ba yếu tố dẫn tới mình bị bệnh. Đó là thừa độc tố, rồi thiếu vi chất và dinh dưỡng, rồi là do mình buồn đau, rồi chết, căng thẳng cũng gây ra bệnh tật. Ba yếu tố, nhấn mạnh ba yếu tố đó. Thế nên hôm nay mình bị vỡ ra là hôm nay mình uống canxi với lại tất cả các loại kia cùng một buổi sáng luôn. Cái cho vào một vốc tay lại uống luôn cả canxi lộn vào với nó luôn. Thì đúng hôm nay mới biết là cái canxi là phải uống riêng ra vào một buổi trưa mình nó thôi. Sắt trên hôm nay cứ uống cái sắt đó là tôi uống cùng với một tất cả mấy cái sản phẩm vào buổi sáng luôn á, sáng mình cũng uống lộn luôn. Thì hôm nay mới biết là sắt là uống riêng ra vào buổi trưa. Ăn uống chung là nó kết tủa ạ. Và không có hiệu quả gì hết. Hôm nay không biết cứ uống chung cả luôn như thế. Thế nên cho mình hỏi là con bé nhà mình năm nay vào đại học năm thứ nhất này, mà nó bị kinh nguyệt từ năm lớp 10 á, bị rồi lại cứ mất, bị mất xong rồi cái hồi này đến gần một năm nay tự nhiên lại không bị nữa. Thì bây giờ cho nó uống cái trà nữ đó với lại lâu nay vẫn uống không mà bố mới uống canxi các thứ nhưng mà nó vẫn không bị lại, thì bây giờ muốn thêm cái gì? Không sao đâu chị nhá. Cái vấn đề và cái tuổi nó đang ở tuổi dậy thì nó đang bị rối loạn ạ. Không vấn đề gì hết, chị đừng lo lắng ạ. Bởi vì sao nó lại bình thường mà. Hầu như là những cái đứa mới bắt đầu cái nó có kinh nguyệt cái nó lại bị loạn luôn ạ, rối loạn ạ. Thì chúng ta vẫn cứ cho, chị cứ cho uống, cứ cho con uống cái chán nữ thôi được. Không cần phải uống nội tiết tố đâu ạ. Uống chán nữ với kết hợp canxi vào đấy. Canxi hoặc là chỉ có thể bổ sung thêm cái dòng omega vào cho con. Omega ấy. Đấy. Nếu mà nó trường hợp nó bị mệt mỏi hoặc là áp lực về học hành thì cho uống IQ Box mà. Chứ không phải uống nội tiết tố đâu, bởi vì cái thời thì nó đang bị rối loạn kinh nguyệt ạ. Hoặc là bổ sung cả cái kẽm ạ. Kẽm rất là tốt. Kẽm với cả canxi nhá. Kẽm canxi, hai cái sản phẩm đấy tốt. Lúc nay uống canxi chứ uống kẽm cơ. Vâng ạ. Rồi, xin cảm ơn thủ lĩnh Dung. Xin cảm ơn tất cả các thủ lĩnh. Vâng ạ. Mình
mình ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Trong trường hợp mà chúng ta đi tư vấn cho khách hàng ấy, thì nhà mình có gặp khó khăn gì hoặc là chúng ta phối sản phẩm mà chúng ta chưa hiểu ấy? Nếu mà nhà mình không có câu hỏi gì á thì nhà mình có thể có những cái câu chuyện sử dụng sản phẩm Siri thì nhà mình có thể bật mic lên chia sẻ cho cả nhà mình để chúng ta có thêm niềm tin hơn về sản phẩm. Cho anh hỏi cơ, hôm nay anh dùng cái bộ bộ thể thao mà sao tự nhiên cái tay của anh bữa nay nó nhức, hôm qua nay nó nhức quá trời, nó nhức ngay trong cái cùi chỏ này nè. Cái nhất mà dở muốn không lên luôn, nãy giờ ngồi trong Zoom mà cứ ngồi bóp, là chẳng lẽ anh uống tới bộ thứ hai nó mới bị đau lại ta? Nó lại bị đau lại, nó bị đau thải thôi. Có nghĩa là anh uống hết một bộ thì nó bình thường, tại trước đây là hai cái tay anh là lúc anh làm hồ làm nặng á là nó đã nhức rồi, nhưng mà anh uống thuốc tây rồi thời gian thì nó hết nhức. Ở đầu hôm nay anh cũng sợ là nó nhức cho nên anh cứ lấy cái bộ sản phẩm thể thao, anh dùng luôn nguyên bộ sản phẩm thể thao. À, anh dùng hết một bộ thì nó chưa thấy gì. Anh còn lấy gel anh không? À, nhưng mà sau qua bộ thứ hai ở đâu là tự nhiên cái tay này giờ nó nhức quá trời. Bây giờ nó mới ngấm đâu mới đào thải. Xong rồi bình thường hết mà. Đau rồi nó lại trở lại bình thường ạ. Chắc đau mất tuần hoặc 10 ngày kìa. Này nó đau bữa nay chắc cái ngày thứ ba thứ tư gì rồi. Anh lấy dầu bao sam anh so ngày 3 lần. Anh xoa dầu anh ấy. Có gheo khóp hay anh xoa nặng à? Anh xoa dầu 3 sam thì anh thấy nó cũng đỡ mỏi. Có nghĩa là trời, có lúc mà em bị đau thải như này cơ, tức là đau hết cả cái vùng vai gáy đằng sau này, bởi vì ngày trước em cũng bị đau vai gáy mà, hay bị đau vai gáy lắm. Thế nhưng mà thỉnh thoảng nó chắc là nó do cái vấn đề mình ngồi nhiều hoặc là chúng nằm nhiều á, nó cũng gây ra mỏi, thế là nó đau phải mất 3-4 ngày xong thì tự nhiên nó lại khỏi. Ngày trước mà đau lâu lắm, đau lâu khỏi luôn ạ. Em kiểu như dạng thoái hóa đốt sống cổ á. Nhưng mà mình uống Siri vào giờ tầm vài ngày là khỏi. Nó trong quá trình nó đang đào thải các độc tố. Chắc nó đang làm sạch mấy cái ổ khớp để nó phục hồi. Hello. Anh nghĩ chắc có lẽ là nó đang phục hồi cái ổ khớp của mình, giống như là mình đang làm sạch cái những cái sản phẩm nó vô để nó làm sạch, và trong quá trình nó làm sạch thì nó sẽ đau. Anh nghĩ nó giống như là mình xây nhà, mình lau tô, mình không tô á, thì ở dưới cái chân tường nó sẽ đóng rong. Nếu mà mình muốn chắc thì mình phải lấy cái giò sửa xe mình xịt vào đó cho nó tróc cái rong riêu ra, thì mình tô thì nó mới chắc, đúng không? Thì anh nghĩ trong cái quá trình cái khớp mình nó đang đào thải những cái độc tố nó làm sạch, thì anh nghĩ là trong quá trình làm sạch cho nên nó đau. Cho nên nó đau thời gian. Và anh nghĩ là chắc có lẽ là qua cái quá trình đau chắc nó phục hồi lại thì nó sẽ khỏe mạnh hơn. Anh tin là như vậy. Ok. Đang chỉ đau 1-2 ngày nữa là khỏi mà. Như chị Tâm đợt vừa rồi cũng đau mỏi vai gáy kinh khủng luôn á, chị kể á. À, nó vụ đó Tâm mới nhớ nè. Trời đất ơi, tao muốn bộ ba thanh lập á. Lúc trước thì nó đào thải cái lưng phải không, với cái khớp tay khớp gối phải không, nó nhức mấy chỗ đó, cái chỗ đó là lúc trước bị rồi. Mà thói quá cái đốt sống cổ này nè, lúc trước nó không đào thải ngay cái đốt sống cổ, mà đợt này uống bộ ba đợt này nè, nó mới đào thải ngay đốt sống cổ, mà kinh khủng khiếp luôn. Tưởng tượng giống như là cái cổ nó gãy vậy. Mà liên tục vậy 5 ngày á, nằm xuống á, mà kiếp sợ ngủ luôn á. Tại vì nằm xuống là cái đầu ngóc không được, nó đơ mà ngủ mà sợ ngủ á, là tại vì mỗi lần ngủ là sợ mình không được luôn, cái đầu nó đơ, chưa từng thấy mà lúc nào mà nó bị đau như vậy luôn. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu về cái sản phẩm Siri á, là mình biết cái quá trình đào thải của nó, mình mới yên tâm. Chứ nếu mà bình thường đi vô cấp cứu rồi chịu không nổi, tại là ngủ không được mà nằm xuống ngủ là bắt đầu nghiêng qua không được, rồi dùng tay mà đỡ cái đầu lên, nó ngồi từ từ á, nó khủng khiếp vậy luôn á. Mà nó năm ngày đau, có nói gì Dung mà nó Dung ơi trời cái gì mà quá trời nặng luôn rồi. Mà ngồi dậy á thì mình liếc qua liếc
biết lại vậy hơi hơi thôi chứ liếc qua nhiều cũng không được, nó còn đau. Mà tới bữa nay là nay chắc cũng được phần á. Bữa nay là hết đau rồi. À, giờ xoay qua xoay lại bình thường, ngủ là bình thường rồi. Nhưng mà nó cũng còn hơi hơi một tí thôi. Đó, nó cũng đang chuẩn bị hết. Chưa từng thấy luôn có đau gì mà đầu nãy dữ dằn hết trời. Rồi ok, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà. Đó, mình mới biết cái sản phẩm của mình là khi mà sử dụng cái sản phẩm Siri này á là cứ yên tâm. Yên tâm mà cứ mỗi lần nó đau là cứ nghĩ là nó đang lấy ra những cái độc tố ra cho mình, nó đang bốc tách những cái gì mà hư tổn trong đó nó đem ra hết rồi, nó đang bốc tách thì nó mới đau vậy. Cái thói quá cái đốt cũng cổ tâm chắc nó bị nặng lắm mà nó chưa có đổ ra ngoài, cho nên là bây giờ bộ ba thanh lọc vô là nó rà, nó thấy bốc ra nó hơi đau dữ. Có gì Tâm nói với má Tâm chứ quê á, mà kể y vậy đó, cái má Tâm nói trời, làm như là đưa cái máy camera vô nó dò thấy chỗ đó là nó rõ lên cho biết là mình đau vậy. Thấy đúng rồi, nó y vậy á. Đấy, nó theo cơ chế mà khi chúng ta đào thải á, nó đào thải nó mới đầu nó sẽ đau, chứ nào đau đau hơn, rồi người xương khớp đau lắm, rồi dạ dày trào ngược hơn so với bình thường, huyết xoang nó ra nhiều mũi hơn, rồi đau nhức hơn đấy, hoặc là mặt của ai mà mụn nám á, nó đẩy ra nhiều lắm, như bạn anh em á mụn rất là nhiều luôn, mụn bây giờ nhìn thấy lại thì hốt mà vừa rồi uống cái xin gan gấp đôi á so với bình thường á, tức là ngày trước chỉ uống một viên sáng một viên tối, rồi sau mình tăng liều cao lên hai viên sáng hai viên tối, mà nó đào thải đầy mụn ra mặt luôn á, mụn to thôi đấy mà uống bây giờ tự nhiên nó lại hết rồi. Mất một tuần đầu tiên nó mụn nhiều lắm á, mà đúng là người đọc xấu trước đẹp sau cả nhà, nên là cứ yên tâm nhá, dùng Siri sẽ đẹp, khỏe trẻ đẹp. Dùng cái bộ ba thanh lọc nó đào thải gì mà thằng này nó đào thải ra cái nắp mà nó nổi nó hột quá trời luôn, mà nó họ nổi dưới da giống như là một gì mà cục gì nè, mà hồi đó giờ là mình đâu có bị da đau ngay nắp đâu, nổi ngay nắp hai bên luôn mà nó nổi hột qua dưới mình bóp như nó có cái hột 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 gì với nó hột tròn tròn mà bự hơn hột tiêu, nó cỡ như bự hơn hột tiêu á đó. Đó mà nó hột 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 vậy mà nó ngứa, cái Tâm biết làm sao cứ quà ít thì nó da nó sạm luôn á. Cái Tâm mới sực nhớ lại lấy dầu ba sa nó bôi thử, bôi vô là nó rát lắm nha, nó châm chích vậy đó, mà bôi tầm 5 ngày á, bữa nay mấy cái mục đó làm như nó lặn nó mất tiêu rồi, nó còn ít lắm, nó còn một vài mục ha, mà nó không còn ngứa nữa. Cái dầu ba sa mình phải nói hay thiệt chứ, tha chỗ nào cũng hết, chỗ nào bị ngứa là tha kiểu gì cũng hết, hay thiệt luôn. Tâm cứ nghĩ lấy dầu ba sa bôi thử thôi mà không ngờ là nó lại lặn. Đấy, sản phẩm Siri quá tiền luôn, nên là chúng ta là những người may mắn, cực kỳ may mắn khi biết đến Siri ạ. Rồi ok, nhà mình còn ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Chưa vậy? Có hỏi gì không ạ? Cảm ơn Thủ Lĩnh Dung cho chia sẻ. Vậy muốn hỏi có anh chị nào mà sử dụng bộ ba thanh lọc mà đến nỗi nó ngứa như thế là bị ghẻ không nhỉ? Mà Huệ sử dụng cái bộ ba thanh lọc có nghĩa là bắt đầu tham gia Siri, sử dụng bộ ba xong đến sau đó thì chạy mất dép, đến tận bây giờ chưa dám sử dụng lại luôn. Hai cái đùi của mình từ bẹn trở xuống bắt đầu ngứa gãi đến nỗi là nó như từ cơm cháy ấy. Đó. Sau đó mình bảo là ông có lẽ đặt xin chia sẻ can của mình đó có ba. Vấn đề thì từng cái thì hết luôn. Mình uống bộ ba đọc ba ngứa toàn thân, đặc biệt là tất cả những ví dụ như vùng bụng này, vùng bẹn này, vùng đùi non này, tất cả những chỗ nào mà nó chứa nhiều mỡ ấy thì nó sẽ ngứa nhiều hơn, và ngứa như một con điên ấy, nhưng mà là không bỏ và uống tăng cường, uống liên tục không bỏ một ngày nào cả đó. Và rồi á, đến lúc nó cũng hết, không còn ngứa nữa đó, mà không phải uống bộ ba, không được uống đủ này, trà này, lim này, bộ ba này, cho nên là cái tốc độ nó đẩy ra nó ngứa, ngứa như một con điên chứ không phải ngứa bình thường. Đây rồi, chị đâu đấy? Ở đây nè. Cảm ơn cô Lâm rất là nhiều. Chị Huệ. Không, Huệ chỉ hỏi như vậy thôi. Thế còn các anh chị thì có
muốn hỏi em chia sẻ gì nữa thì các anh chị mới chia sẻ. Không chia sẻ chúng ta sẽ kết thúc Zoom sớm. Ok, nhà mình còn ai còn câu hỏi gì không ạ? Trả lời đi. Không có gì.